Chào các bạn nhá. Thì hôm nay mình có qua cây số 9 đó. Thì qua một quán hàng vịt quay của một em gái đây. Thì hiện tại em gái này đang chuẩn bị quay vịt. Đấy, thì vào xem em gái quay vịt nhá. Ở đây. Nhà xa đúng không? Phải bơm lên đây. Nhà em cách đây nó xa. Em làm gì đây em? Cái này em đang bơm hơi ra để lấy màu cho dế. Bơm hơi vịt vào để lấy màu cho nó dế phải không? Bơm phồng lên để lấy màu. Đấy. Mỗi trước khi bơm này thì cho anh ấy này lên một cổ với chứ. Không cần đâu. Thì chủ yếu là cái bụng thôi. Anh sợ cái hơi nó thoát ra là chứ. Em làm nghề quay vịt này được lâu chưa? Em à? Ừ. Em được hơn chưa gần nửa năm ạ. Như hỏi thật là cái nghề này em có học không? Em không học. Không học thật à? Không học nghề đấy đúng không? À, không học nghề nữa nhỉ? Xem nào, xem cái nhân nào. À, nhân là vịt quay đem. Tỏi, mắm mật băm nhỏ, hành tỏi. Tỏi, mắm mật băm nhỏ. Có sả không em? Dạ có. Có sả, nhìn thấy có sả. Có sả nè. Gia vị trong đó là có gì nhiều em? Dạ. Có gì nhiều trong gia vị? Đây là cái gia vị để cho trong con vịt đây. Dạ. Có cái gì nhiều em? Có sả, có mắc mật, có tỏi. À, sả, mắc mật, tỏi. Còn một số nữa thì em không nói được. Một số nữa thì không nói được. Đấy là gia truyền Bình Dương đúng không? Giống nghề. Một ngày em quay nhiều không em? Dạ. Một ngày em quay nhiều không? Ờ, tùy từng ngày anh ạ. Có ngày 10-15 con, có ngày cũng 7-8 con được. À, thế đáng được rồi nhỉ. Hôm nay em lại quay ít đi. Em chỉ quay 8-9 con thôi. À, hôm nay quay 8-9 con. À bác Hồng ơi, cháu lại vịt đây rồi. Đây là cái lò quay lợn đây. Hả? Quay hẹp sơ thịt thái á? Hẹp cái nơi thái á? Bác sẽ mình để lại cái xiên đấy trong đấy luôn à? Vâng, lát xong rồi chút. Cảm ơn. Vâng ạ. Có đánh hộ không? Đây là làm xiên cái đòn. Dao, anh tưởng nhà tự nuôi luôn chứ. Con này thế thì phải tự nuôi để nó dâu. Em có cái bí quyết nào mà gặp lông vịt mà nhanh nhất không? Em à? Ừ. Không ạ. Anh thấy cái để mà gặp lông vịt này là lâu nhất. Theo anh nghĩ là tự dao này chắc là dao cả con này cho em luôn rồi. Dạ không ạ. Em tự vặt mà. À, tự vặt à? Anh tưởng dao luôn rồi. Vặt dễ mà. À. Thế hàng ngày là em vẫn khát thịt, một mình khát thịt 8-9 con vịt này. Vâng. Chồng hộ chứ nhỉ? Chồng hộ chứ nhỉ? Em ơi. Không, em có chồng à? Em bỏ khẩu trang ra để nói chuyện để mọi người biết đi em ơi. Để em. Ờ. Hết bụi rồi. Em vào nhà lấy bàn đi, xong rồi ghế ra đây, có một cái bàn nhựa đây em ạ. Ra đây xong chứa răm này này. Cứ vào lấy đi. Bí quyết riêng của em. Hả? Cơm người ta. Đây là lấy canh lấy màu vịt đây phải không em? Vâng. Sao em không xuống cái chén nào để đo à? Em ước lượng thôi. Giấm với mật ong. Em gái này là em gái làm quen tay rồi. Ở đây. Cái này là em lấy cái này là cái gì nhiều em? Dạ. Cái gì nhiều trong này? Có nước nóng này, à. Không là giấm. Giấm, nước nóng.
mật ong nữa phải không? Mật ong. Phải thử, phải nếm mà em. Nếm cái việc vị vị ngọt nó là như nào? Như nào là được? Em thấy vừa ngọt vừa chua vừa ngọt vừa chua. Cái độ ngọt nó chắc là phải mình quen rồi mình biết em nhỉ. Giấm mật ong, nước nó nóng. Đây các bạn nha, các bạn xem em gái làm quay vịt quay Lạng Sơn đây các bạn nhá. Cái khâu lấy màu này là quan trọng ấy nhỉ. Vâng, nếu mà lấy màu không chuẩn chắc chắn là sẽ cháy đấy. Vịt ngon hay không thì chưa cần biết, nhưng màu là phải đẹp luôn. Ô, anh tưởng là cho vào nóng mình lấy màu sống này luôn luôn nhỉ em nhỉ. Với em thì là lấy thế này luôn. À, với em thì phải lấy màu sống. Người ta lấy màu luôn. Ôi giời ơi, thế là phí rồi. Nhà còn đủ không em? Bình tĩnh. Cái này mình vẫn còn sẵn mà. Làm lại. Thế nha các bạn, nhìn thấy em gái này quen không? Bởi vì em gái này lên kênh YouTube là rất nhiều. Đây nha. Như thế là xong rồi. Vịt đi ông ơi. Thì bắt đầu mới quay. Chuẩn bị quay ông ạ. Vâng, tầm khoảng 40 phút nữa là con đầu tiên lên lò các bạn ấy. Ông cứ đợi cho vào lò thế này cũng nhanh thôi ông ạ. Cũng nhanh thôi, con bé này cũng nhanh thôi. Một con này em quay tầm bao nhiêu phút thì chín? Tùy từng vịt anh ạ. Nếu mà to thì mình lâu hơn. Con này là tầm bao nhiêu cân em? Nếu sống thì. Sống thì là 3 cân. 3 cân à? Ông cứ đợi một lát cháu quay nhanh thôi. Quét mồm chỉ nhanh thôi nhỉ? Nhanh mà. Có tùy từng người. Đấy, vịt bây giờ bắt đầu mới lên lò các bạn này. Quay này thì em có từ người bố mẹ truyền dạy rồi chứ. Đã không ạ? Sao mà chuyên nghiệp cái này? Chuyên nghiệp. Không học cũng chả. Thế trước em có được đi làm vịt quay ở quán nào khác không? Em mới lại quay về hộ làm gì. Thế sau cái đợt này em còn đi cắt tóc nữa. Em có chưa? Tức là công việc chính của em là cắt tóc. Vâng. Làm đẹp. Làm đẹp. Vâng. Cắt tóc làm đẹp. Bây giờ là đang mùa dịch là em là ở nhà em làm thịt. Vâng. Lắng nghề phết nhỉ. Em ơi, làm con thịt này thì quay mất khoảng bao nhiêu phút thì mới được con? Nếu mà vịt bé này mất tầm khoảng 40 phút thôi. Mà ai xem hộ em bao nhiêu giờ? Bây giờ là 3 giờ chứ? 3 giờ kém 5 phút. 3 giờ kém 5. 3 giờ kém 5 thì... 2 giờ 4... 5 năm ạ? À, thì đến là 4 giờ kém 25 ạ? 20, 25 ạ? Anh tính kém. Thế em là tính giờ, anh tưởng cứ nhìn màu rồi biết là chín rồi. Tính tùy nữa anh ơi. Tính giờ? Không phải... thứ nhất là tính giờ, thứ hai là anh nhìn màu. Nhà mà anh quay chín hay không anh phải lấy ra. Cái đấy là không chưa hết quay để ở nhà ham đâu đấy. Kinh nghiệm thì chồng không cần chồng không cần gì cả. Là lúc nào cũng phải người ăn được, nói chuyện được, mà ai nói được không? Đây là các bạn nha, thì hôm nay là đến đây thì sẽ thưởng thức món vịt quay của em này luôn. Nhất quyết là phải chờ để thưởng thức được cái món vịt quay của em gái này. Chờ 15 phút nữa là sẽ có vịt. Đây là tí các bạn nha, thì một lúc nữa khi nào vịt chín ấy thì mấy anh em chúng tôi sẽ ngồi ở đây thưởng thức luôn tại quán của em gái này luôn. Em Tâm này luôn các bạn nha. Em quay cũng được rất xinh và rất riêng. Cười rất là riêng các bạn. Rất là khéo tay, đảm đang. Con gái người Nùng Lạng Sơn rất đảm đang các bạn ạ. Bạn nào mà lấy được con gái người Nùng thì thật sự là nó là một cái niềm vinh hạnh rất lớn đấy. Em gái này còn rất là trẻ các bạn nhá.
em mới xem 91 thôi. Em nhỉ? 91 á. Sinh năm 2001 chứ. Mặt em già thế. Xin lỗi các bạn, tôi nói nhầm nhá. Em này sinh năm 2001. Là 91 là không phải chén nữa rồi, 2001. 2001 năm nay là tròn 19 tuổi các bạn nhá. Em có cháu nào cho em? Em chưa. Bụng con vịt đây là tưới lên cái thịt vịt này luôn, ăn rất là đậm đà. Một nhóm ở nhà ấy. Đây là mua vịt. Mấy anh em uống một hai lon bia. Ớt, tương ớt này. Em ơi, dạ. Em có thể tiết lộ cái nước chấm này em pha kiểu gì không? Em không tiết lộ được, tại vì nó chấm. Thế nào, vịt quay em gái xin quay nha các bạn nhé. Nào, mở bia đi, thưởng thức đi. Làm bình nhé. Ôi. Đấy. 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 Làm tí bia thôi. Bia các bạn. Nhìn hấp dẫn này nhỉ? Bia thì nó mới... Bao nhiêu giờ rồi, lấy điện thoại mình. Bỏ, nó mới sướng. Bỏ bớt những cái ấy xuống đi. Rồi, ai không uống thì 10 lon thì 3 lon. Bỏ bớt xuống. Bỏ bớt xuống đi. Ừ. Em cho anh hỏi một chút nhé. 2, 4, 5. Em cho anh hỏi là đây là mình thuộc cái... Thôi đi nhỉ? Nào đi. Ai ấy cứ làm đi. Là... Nào. Là quần. Mời nha, mời anh em nha. Mời em. Mời anh em nha. Mời mọi người nha. Em sang cùng anh mời các bạn ăn một hai người thử thưởng thức như là cái thịt vịt mình tự quay ra xem nó như thế nào và... Bây giờ mình sẽ làm miếng đầu tiên các bạn. Làm miếng vịt quay đi. Vịt quay buổi chiều. Miếng này này. Bốc đi. Ăn bốc thôi các bạn. Ăn bốc đi nhỉ. Không cần đâu. Không cần đâu ạ. Bọn anh ăn bốc đi chờ. Làm cái còng đi. Xem. Rồi, mình thưởng thức miếng đi. Ôi ôi, làm miếng còng đi nha các bạn nhá. Khoái nhất miếng phao câu. Được không? Rất tuyệt vời. Ngon các bạn. Ngon. Cực kỳ ngon đấy. Anh quay em quay cho anh ạ. Phao câu, đoạn cuối tình yêu. À, phao câu à? Ăn được. Nước chấm hơi đậm em ạ. Mùi vị con vịt là ăn ngon đấy. Thơm. Vịt thì được rồi. Mà nước chấm giảm đi cái bột canh đi. Hơi đậm. Con vịt này có đậm rồi. Em thấy như này vừa quá. Thế nào, em như là mỗi người mỗi mỗi khẩu nữa. Vị nó khác nhau ấy. Em bây giờ xem ăn thì em thưởng thức đấy. Vịt thì được nhưng mà cái để nước chấm mà nói đánh giá thì vịt ở dưới này nó cái ngấm gia vị nó chuyên ngấm nhiều vào con vịt và nó chưa thơm ấy. Còn thiếu một số cái gia vị để nó ngấm hơn. Đây là theo từng người thưởng thức nhá các bạn nhé. Còn nước chấm của em gái thế. Thì hơi hơi đậm à? Hơi đậm, em làm hơi đậm. À. Em ăn mặn như nào? Đấy là chèm mất rồi. Anh ăn anh phải bỏ cái máy thấp xuống tí để em quay vào anh cho vào mồm nhé, ngon đấy. Em có giấy đi. Em có giấy không? Anh xin tiếu. Thôi cũng làm bia đi. Ôi nhưng mà anh em phải quay bia chứ.